Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với mọi người cách làm đậu phụng kho quẹt. Rất là đơn giản dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Món này mình ăn với cơm nóng là rất là hao cơm luôn. Và chay hay mặn đều dùng được hết á. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị 200g đậu phụng. Đậu phụng thì mình nên đem đi rửa sạch với nước, sau đó để cho nó thật là ráo. Tại vì là mình không có luộc cái vỏ cái đậu phụng này mà mình để về mình nấu luôn thì sợ khi mà người ta phơi á là sợ nó bẩn á cả nhà. Cho nên là phải rửa sạch lại, và sau khi mà rửa sạch để cho nó thật là ráo rồi thì mình sẽ lượm ra những cái hạt mà xếp này nè, bỏ đi. Sau đó thì mình sẽ cho lên chảo và mình rang qua tầm 1 phút để cho đậu nó thật là khô. Khi đậu đã khô rồi thì mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê muối và mình tiếp tục rang đậu. Mình rang đến khi nào mà đậu nó ngã sang cái màu đậm cũng như là nó nứt nứt, mà mình thử một hạt thì mình cảm thấy là đậu nó đã chín rồi là được. Mình nhớ đảo tay thường xuyên và để lửa vừa thôi, không thôi là đậu nó sẽ cháy. Và sau khi mà đậu đã chín rồi thì sẽ cho ra nó cái rổ và mình sàng cho hết cái phần muối. Tiếp theo thì mình sẽ cho 3 muỗng canh dầu ăn vào nồi. Và mình cho một củ hành tím sắc lát vào, mình phi cho nó thơm. Nếu như mà ai ăn chay kiêng hành thì mình sẽ thay thế một khúc gấc Baro. Còn nếu như mà ai ăn chay kiêng ngũ vị tân luôn thì mình có thể bỏ qua. Và khi mà hành đã thơm rồi thì mình sẽ cho vào 3 muỗng canh nước mắm chay. Ở đây mình làm chay nha cả nhà. Còn nếu như mà cả nhà làm mặn thì có thể là làm nước mắm mặn. Và ở lần trước mình đã chia sẻ cách làm nước mắm chay rồi. Nếu như mà anh chị nào cần thì mình sẽ chia sẻ cái đường link ở dưới video này. Mình không có chia sẻ lại nữa. Còn đây là cái đường mà lúc ở video trước mình đã chia sẻ cách thắng đường nè cả nhà. Mình thắng một chén như vậy mình để dùng dần luôn. Và mình cho vào một muỗng canh. Nếu như mà anh chị nào cần thì em cũng để cái đường link cách thắng đường ở dưới video này xuống dưới cái phần bình luận để xem nhé. Còn em không chia sẻ lại nữa. Còn nếu như mình có sẵn đường thắng rồi thì mình sẽ cho vào một muỗng cà phê thôi. Tại vì đường thắng mà mua ở ngoài á, thường người ta làm hay rất là đậm màu và cũng như là đắng nữa. Còn ở đây em làm nó không có đắng, cho nên là em cho một muỗng canh luôn. Và cho vào một muỗng cà phê ớt bột, 2 muỗng canh nước và 1 muỗng canh đường. Mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Lúc mà em bỏ đường vào thì cái máy nó bị đứng. Nếu như mà ai ăn cay ít thì mình nên bỏ ớt ở bột Hàn Quốc hoặc là giảm cái lượng ớt lại. Sau đó thì mình sẽ cho đậu vào và mình để lửa nhỏ và nhớ là rang đều tay, không thôi là nó sẽ rất là dễ bị xít nồi. Mình rang tầm 1 phút thì mình sẽ cho một ít tiêu vào. Tiêu thì tùy ý, mình ăn cay nhiều thì mình sẽ cho nhiều, mà ăn cay ít thì mình sẽ cho ít lại. Mình kho thêm 3 phút nữa thì mình sẽ cho vào một cây hành lá. Nếu như mà ăn chay kiêng hành lá thì mình sẽ thay thế một khúc lá Baro. Sau đó thì mình sẽ trộn đều đậu lên và mình thấy mà đậu nó đã khô hết nước rồi và nó đã xít như thế này là được. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm đậu phộng kho quẹt rồi. Rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.